xin kính chào các bác cách đây mấy hôm thì có một bác bác cái comment trên youtube à, lâu rồi không thấy anh tĩnh ra video nào thấy nhớ quá <laughs> vâng tôi thì cũng như mọi người thôi cứ thấy ai nhớ mình là tốt rồi à, cuộc sống thì sợ nhất là không ai ta nhớ đến mình lắm ạ và hôm nay tôi xin hầu chuyện một các bác và đặc biệt là những bác nào yêu mến cái dòng gốm men ngọc su tuổi ba cái bát thôi thì ba cái bát này được tôi mua từ một nhà đấu giá ở châu âu cũng khá có uy tín và được họ mô tả là đồ đời nhà tống và có một điểm cực kỳ lưu ý là trong đó họ có mô tả là ba cái bát này đã từng thuộc về bộ sưu tập từng thuộc sở hữu của ngài thomas Ulbricht, tức là ông này là người Đức nhưng mà có một thời gian ấy, thì đã sống và làm việc ở Việt Nam cho một cái tổ chức uh, tài trợ của Đức ở Việt Nam. Thế cũng có thể là tôi cũng không rõ là từ Việt Nam hay là từ trước đó nhưng mà ông ta bén duyên với cổ vật đặc biệt là, là gốm sứ và đến nay tôi được biết thì ông cũng là một trong những người mà siêu tầm đồ sứ ký kiểu có tiếng một cái chuyện rất là ngạc nhiên phải không ạ? Và đấy trong cái bộ siêu tầm ở nhà đấu giá châu Âu có bán một số món ký kiểu của của ngài Thomas Umarik thì trong đó có ba cái, um, cái 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 bát men ngọc này mặc dù không phải đồ ký kiểu nhưng mà cũng là thuộc từng thuộc sưu tập của ngài và bây giờ thì nó nằm trong tủ đồ của tôi và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bác hầu chuyện với các bác về ba cái bát này à, trước tiên thì nhìn về kiểu dáng thì các bác thấy là những cái bát này được họ mô tả là đời tống nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là đời nhà nam tống thì chính xác hơn. Tức là muộn hơn chút. Và cái kiểu dáng các bác thấy là nó đều vành miệng rất là to, hình nón này, nhưng mà phía cái đường kính vành chôn đế thì tương đối nhỏ. Và hai nữa là cái cái kiểu như này thì một số bác ở Việt Nam gọi là chén bát cánh cánh súng. Nhưng mà các cái nhà đấu giá lớn ở trên thế giới như là Sotobi hoặc Christy thì người ta gọi là bát cánh súng cho là chúng ta sẽ tạm thống nhất với nhau những trời chưa biết ai đúng hay sai nhưng mà tôi thì tôi cứ theo các nhà đấu giá thì tôi gọi là bát cánh súng nhá để thống nhất các bác như vậy cái quan trọng là bây giờ tôi muốn giới thiệu với các bác tại sao tôi xác định nó đời nhà Nam tống thì cái điều này vô cùng quan trọng bởi vì tôi biết là thậm chí không ít bác đang ngồi xem cái chương trình này à, chúng ta thật sự hoang mang bởi vì gần đây thì cái dòng gốm men ngọc sâu tuổi hàng giả rất nhiều và càng ngày càng tinh vi à, nó dẫn đến nhiều bác là mất niềm tin hoang mang rồi là nghi ngờ tất cả không có tin một cái món nào hết thế thì bây giờ tôi sẽ đi làm cái việc mà ít bác tin đó là ba cái này ba cái bát này chuẩn đầy nam tống nha nên mời các bác không muốn mất thời gian các bác nữa tôi xin phép được bắt đầu. Và trước khi uh, được bắt đầu giới thiệu với các bác thì uh, xin mời các bác uh, thưởng thức một cái nỗi thất vọng trước. <laughs> đây, ở đây là có hai bức hình, một bức ở trên, một bức ở dưới. À, đều là bức hình của cái ba cái bác đó thôi, phải không ạ? Thế nhưng mà ở phía dưới người ta chụp rất là đẹp. Thì đấy chính là hình chụp của nhà đấu giá do tôi chụp màn hình lại. Còn phía trên thì các bác nhìn thấy nó thật là tồi tệ phải không ạ thì đấy là do chính tay tôi chụp nhưng <laughs> mà các bác thông cảm nha còn bây giờ thì tôi sẽ lần lượt đi giới thiệu với các bác từng món một trước tiên là cái món ở bên trái trong cái bức hình các bác thấy là thường chúng ta nói đến dòng men ngọc của chúng ta nói màu xanh màu xanh lục. Chúng ta nghĩ ngay tới à, men ngọc tức là màu xanh, xanh, xanh lục. À, nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Ở cái này các bác thấy nó ngả màu như nào đây? Như tôi thì có thể mỗi người liên tưởng đến một loại màu sắc của một cái đồ vật nào đấy. Nhưng người tôi thì tôi thiên về cái màu sắc của màu dưa khú. À, nhưng cái quan trọng nó là cái gì? Các bạn nhìn thấy là đây là hình chạm, chỗ chạm khắc các cái hình cánh sen này. Đấy, nó có chỗ trũng, chỗ gờ này. Thế và từ đó người ta phủ men ngọc. Thế là nó tạo ra những cái chỗ thẳm màu sắc, chỗ rất là linh động và uyển chuyển, có phải không ạ? Mà màu thời gian rất là rõ. Tất cả các yếu tố từ nước men, vành miệng cho đến cái vành trôn đế, tất cả. Đều rất tự nhiên, màu thời gian rõ ràng. Chuẩn đồ Nam Tống. Còn nhân nói về cái màu sắc của cái đồ men ngọc Thì tôi uh, xin mượn một cái đoạn trong một bài viết của một cái bác uh, tác giả người người Việt Khi nói về dòng gốm men ngọc Long Tuyền thì bác có viết như này Màu chủ đạo của Sena Đông Long Tuyền là men xanh ngọc Xanh green tức là màu xanh lục ấy Nhưng thực tế có những sắc thái khác nhau trên một dải rộng từ màu xanh xám, xanh ô liu, xanh lam và cả màu xanh lục, nhưng ít phổ biến. Đặc biệt hơn còn có một số mẫu màu nâu vàng. Màu này trên gốm sứ Ngọc Long Tuyền là khá ít và rất độc đáo. Đấy, các bác sẽ thấy là gì? Như vậy là dòng men ngọc nó không chỉ có màu xanh lục mà nó còn rất nhiều màu khác nhau. Mà một điểm thú vị mà khi tôi đọc bài, bài 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 viết của bác này tôi mới biết là bác nói là màu này trên gốm sứ ngọc long tuyền là khá ít và rất độc đáo. Đó. Lúc đầu trong ba cái bát này thì cái bát này tôi xem thường nhất nhưng mà khi cầm đi ngắm lên lật lên lật xuống thì nhìn tôi thấy ô càng ngày càng nhìn càng thấy nó có cái vẻ đẹp riêng ừ. giống như người phụ nữ ngâm ngâm ra dâu càng nhìn lâu càng thấy đẹp phải không ạ <laughs> đấy cái món này nó cũng kiểu kiểu như thế và có một cái điểm tôi cần chia sẻ với các bác muốn thảo luận với các bác đó chính là nhiều bác cứ nói đến men ngọc là nói ngọc long tuyền đấy là cái câu quen miệng thôi chứ bản thân men ngọc nó không chỉ có dòng gốm long tuyền không đâu mà chúng ta biết rồi một loại chữ danh nhất nổi tiếng đẹp nhất quý hiếm nhất hiện nay đó là gì nhữ diêu Nó hiếm đến mức độ Trên thế giới hiện nay người ta thống kê còn không quá 100 chiếc Hình như tầm 89 chiếc gì đó Mà còn phần lớn thuộc về các bảo tàng Như vậy là những gà sưu tầm bình thường như tôi và các bác Thì cái khả năng mơ đến đồ nhữ diêu thì khó Không mơ tới được Đó Cho là ta bỏ qua cái dòng nhữ diêu nhá sau đến một cái dòng nữa cũng khá gần với cái dòng đồ Long Tuyền đó là cái đồ định diêu nó được sản xuất bởi các lò phía bắc của Trung Hoa. Thế thì cùng với thời điểm đó thì nhà Tống à, vẫn đóng đô ở, ở phía bắc của Trung Hoa. Thì khi mà 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 nhà Tống thì lúc đấy là đang bị suy yếu và đã bị các lực lượng người dân tộc ở phía bắc ấy người ta thành lập lên một cái triều đình nhà Kim và người ta đánh triều đình nhà Tống được phải di chuyển về phía nam của Trung Hoa thì tức là về phía gần Việt Nam hơn ấy, thì đồng nghĩa là các cái lò gốm bên ngọc này cũng di chuyển theo và họ sản xuất rất là nhiều ở hai tỉnh Phước Kiến và Chiết Giang ừ, ở phía nam của Trung Hoa và đặt tên là gốm Long Tuyền và dòng gốm Long Tuyền này rất đa dạng về chủng loại, về mẫu mã, số lượng vừa nhiều, sản xuất nhiều này. Chất lượng cũng đa dạng và nó gần địa lý với Việt Nam hơn. Cho nên là nó rất phổ biến ở Việt Nam. Và vì vậy mà nhiều người cứ nói là men ngọc phải nhắc cái ngọc Long Tuyền. Nên vì thế, nhưng mà xin nhắc lại là nói men ngọc thì không chỉ có Long Tuyền. Nên các bác nhớ lại cho tôi cái điểm đó. Vâng, mà tiếp theo nói về cái bát này. Thì mời các bác ta ngắm ở phía trong lòng bát và lại như cái, 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 cái hình chụp phía ngoài vừa nãy các bạn thấy là nước men nó thấm thấm bóng nó, nó ngả màu thời gian màu thời gian rất là rõ không cần phải trình bày nhiều à, anh cảm nhận ra không có món nét gì giả tạo ở đây cả các bạn nhìn thật kỹ đi Đúng không ạ à, cái nước men nó như thế này không à. tiếp theo đó là chuôn đế thì trước khi nói về cái chuôn đế thì mời các bác ta nhìn qua kỹ lại ta thấy ở đây ấy, vẫn là cái bát đó nhưng với cự ly và cách lấy ánh sáng khác nhau nó đã cho những màu khác nhau và đặc biệt đồ men ngọc tôi nhắc lại rất nhạy cảm với ánh sáng Đây các bác thấy nào, nó vẫn còn tương đối xanh nó chưa ngẩu và hoàn toàn ở cái bức ảnh này thế nhưng ở bức ảnh trước đây các bác thấy này nó tương đối vàng như dưa ạ thế còn ở đây này như kiểu những cái cánh của dưa già cánh dưa già chuẩn bị cho vào muối cho vào để muối đó Đấy, như vậy là cùng một cái bát mà do chính cùng tay tôi chụp nhưng mà cự ly lấy ánh sáng khác nhau nó ra màu sắc khác nhau còn để nó rõ hơn về cái trôn đế thì mời các bác nhìn phần hình phóng to hơn ở đây có thấy màu sắc nó rất tự nhiên từ nước men thẳm màu này, chuyển màu sắc này cho cái trôn cốt tất cả các yếu tố đều rất tự nhiên màu sắc đúng không ạ chuẩn đồ nam tống và mời các bác ta so sánh tham khảo với một cái bát được đấu giá bởi Christie. Ở đây các bác thấy là hai cái bát này có kiểu dáng này, kiểu họa tiết khá giống nhau. Kiểu chuyển màu thời gian cũng tương đối tương đồng. Nó chỉ khác là cái màu men ngọc phải không ạ? Đó, tất cả cái yếu tố màu sắc ở đây các bác nhìn thấy chuyển màu rất tự nhiên hai món và nó được đấu giá bởi cái ngày 16 tháng 11 năm 2011 và giá đấu giá là 875 bảng Anh. 875 bảng Anh thì nó sắp xỉ hơn 30.000 một bảng Anh thì hơn 30.000 đồng tiền Việt. Như vậy tôi cứ cho là 900 bảng đi. Thì 9327. Thì tầm 27 triệu đồng. Thì kể cả phụ phí và cước vận chuyển thì có thể phải bỏ ra hơn 40 triệu đồng một chút để cho cái bát này. Mà nói như vậy thì không có nghĩa là cứ nhìn thấy cái bát cánh súng, à xin lỗi cánh sen đời Nam Tống mà các bác cứ mặc định luôn là cái giá của nó tầm ba à, 3 chục triệu à, sai lầm đấy các bác có những món của nó có thể lên đến hàng vài trăm triệu vì như tôi nói là cái chất lượng của nó của dòng long tuyền này nó khá là đa dạng càng những cái nào mà càng đẳng cấp càng tinh xảo màu sắc nó thẳm và nó, nó, nó càng đẳng cấp thì giá bán nó sẽ càng cao và ngược lại những món bình thường thì giá nó thấp và đây là một trong những cái bát này là giá như này là tương đối rẻ ai mua được cái bát này tôi cho là giá tương đối hời Mình đấu giá thì nó có yếu tố hên xui Đấy. và cái bát thứ hai chính là cái bát mà tôi ưa thích nhất trong cái ba cái bát này Đấy, các bác nhìn thấy là tất cả cái yếu tố của nó từ các cái cánh của hoa sen các cái màu sắc của men tất cả cái yếu tố đều chuẩn chỉ và tinh xảo, tinh xảo hơn soi bát về nãy phải không ạ? Màu sắc đẹp, đây là hình phóng to hơn các bác nhìn thấy rất rõ những cái yếu tố cảm giác như bọt khí vân vân, màu sắc của nó à, rất là tự nhiên phải không ạ? Đây là cái hình mặt trong, trong lòng bát màu sắc như về nãy tôi đã nói, à, màu sắc vô cùng tự nhiên này, nó bóng, nó thẳng, nó ngả màu thời gian. Ừ. Còn đây cái chôn đế các à, người thấy nó màu sắc nó tự nhiên Phóng to hơn nó càng rõ nét này nè, Tất cả các yếu tố màu sắc Cốt Đúng chuẩn đồ Và mời các bác tham khảo So sánh với một cái món cũng được đấu giá và cái City Thì hai món này Tôi có cảm nhận là cái món của Christie bên phải ấy, Là Tinh xảo hơn một chút nhưng và về chất lượng và tạm gọi là khá là tương đồng nhau hai cái màu sắc này thì mỗi thứ nó có một cái vẻ đẹp riêng nhưng mà tôi thì tôi tôi thấy là có thể nó tùy mỗi người sở thích nhưng tôi thấy đó là cái món bên bên phải có vẻ đẹp hơn một chút đấy và nó không có cái đường đường âm như này nữa đấy. và giá đấu giá của nó như thế nào đây người ta mô tả đời nhà Nam Tống này 1127 đến 1279 và giá của nó là 11.340 à, mới đấu giá vào ngày 25 tháng 3 năm ngoái này mới cách đây một năm rưỡi thôi phải không? Đấy, giá là 11.340 đô Mỹ một đô Mỹ bây giờ khoảng tầm 24.000 nhỉ 11 x 24 thì khoảng 25 triệu tư 340 nữa à, 254 triệu cộng thêm với 340 à, nhân với 24 À, như vậy ồ oh, cái bát này thế mà coi như vậy thôi mà cũng phải tầm 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 hai triệu đấy cho cái bát này đấy, có thấy giá có kinh khủng không nhưng mà tất nhiên nó đẹp nó đẹp hơn cái bát vừa nãy phải không ạ tất cả yếu tố màu sắc đều rất là đẹp gần như là còn tương đối là toàn lành ạ màu sắc cái uyển chuyển linh động đó như vậy ta chúng các bác thấy rằng là dòng Long Tuyền ấy chất lượng nó đa dạng và giá của nó cũng vô cùng đa dạng. Đấy. Từ rẻ bình dân cho đến rất là đắt. Và món cuối cùng chính là cái món này. Món này đấy thì các bác thấy đấy. Ừ. Cái món này thì nó không được tinh xảo, nó không được cầu kỳ như hai cái món kia. Nhưng mà các bác thấy cái màu thời gian cực kỳ rõ và nó có cả những cái yếu tố như là co rút men rồi màu thời gian tất cả cái yếu tố đều vô cùng tự nhiên có đúng không ạ màu sắc các bác thấy này đó rất tự nhiên chuẩn đồ nam tống không hề có yếu tố giả tạo nào hết và tương tự như vậy bên trong lòng bát này và chuồn đế cũng như là cái phần thành bát này các bác thấy tất cả yếu tố màu sắc đều rất tự nhiên nhá đây thì móng to hơn đây các bác thấy cốt này đây khả năng là đồ đào các bác thấy không đấy các yếu tố này có vẻ rất giống đồ đào Và cái đây thì nó không phải là một cái đường nút uh, xuyên tận thông qua cả cái cốt này Mà đấy như các bác nhìn đấy Đây, bên này nó không có một đường nút nào hết Như vậy đây có thể là cái vết uh, âm nó bị uh, nó diễn ra ngay tại lò ạ? Và mời các bác tham khảo một cái món có thể nói là gần gần tương tự thôi Chứ không được hoàn toàn giống Nhưng mà kiểu dáng là khá giống rồi đấy, và có cái kiểu trang trí cái chạm khắc cái 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 cánh sen nó cũng sát với vành miệng à, ở đây thì nó có cái gờ gờ này nó cách cách một chút tuy nhiên đấy cái kiểu chùa kiểu dáng khá là giống cộng thêm với kiểu cánh sen phải không ạ hai bên được làm khá là giống nhau à, nó không được tinh xảo được gọn gẽ như hai cái cánh sen của hai cái bát trước nhưng mà màu thời gian thì rất rõ đấy, cả hai món các bạn nhìn ra màu thời gian rất rõ phải không ạ và món này, món bên phải đấy à, Chính là một cái đồ của, được giới thiệu bởi Cái hiệp hội Hiệp hội của những cái nhà buôn đồ cổ của nước Anh Và người ta xác định vào thế kỷ 13 Tức là đời Nam Tống Để Đường kính 21cm, chiều cao 9cm à. Vâng, tôi đã vừa giới thiệu xong các bác cái ba uh, cái món chuẩn men ngọc đời nhà Nam Tống trong bộ sưu tập của tôi và mục đích của tôi chia sẻ và hầu chuyện các bác về ba món này không phải để bán nha các bác nha mà đấy là chỉ hoàn toàn là trao đổi về mặt kiến thức để hy vọng nó sẽ hữu ích cho các bác nên cảm ơn các bác quan tâm theo dõi.